xin chào bà con nhé. Hôm nay là hợp tác xã thủy sản Quang Trung, xã Hoàn Long là bắt đầu tiến hành đổ đường bê tông. Ông mũ này là ông là giám sát công trình này. Quay đi. Được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên hỗ trợ kinh phí đổ đường bê tông. Bà con rất xin chân thành cảm ơn. Đây là bà con mang chuối ra ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bác. Rất là tiết kiệm được công sức lao động, vừa làm phẳng đường luôn. Thank you.
năm 2003. Quên mà nãy tôi đi. Đường bê tông thì cũng đã bắt đầu đổ được một đoạn rồi thì mình tạm dừng ở đây, tí nữa vào khâu đánh bóng thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Xin chào các bác nhá. Đây là quá trình làm nền và giải lấy bóng để cho đỡ bị mất nước xi măng, đảm bảo cho đường tốt. Xin dừng clip ở đây. Nát đến phần đánh bóng thì em sẽ quay cho các bác xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.